con trai của vua và hoàng hậu khi chưa được phong tước vị thì gọi là gì? Thái tử là như được phong rồi, phong lên làm thái tử. Rồi trước cái thái tử nữa là... Thái giám. Hả? Ô, phải. Thái phi. Không, đừng đâu anh ơi. Ờ dạ. Hoàng tử hả? Hoàng. Không, thái tử. Em chọn thái tử. Không chính xác. Đáp án là hoàng tử. Hoàng tử. Tiếp tục. Mèo nào không có ngón tay? Con mèo máy Doraemon. Nó quýnh lên lúc nào nó gì nè, nó chơi cái gì nè. Con mèo máy Doraemon. Tùng thì lại ra cái búa không đó. Tức là chỉ con mèo đó thôi đúng không? Không, anh hỏi mèo nào thì em trả lời đúng. Còn một con là nó có chỉ đích con mèo đó rồi. Nhờ hỏi trả lời nhiều chi cho sai. Cho sai. Đúng. Anh tưởng là em nói đúng rồi anh. Con mèo đó Doraemon với mèo khác nữa là chết nha. Bánh gì mập mà không mập? Bánh gì mập mà không mập? Bánh gì mà kỳ cục vậy? Cái tên á. Bánh ú. Chính xác. Hay quá trời ơi. Giống khác là gì? Giống khác là giống gì? Đúng rồi. Ông giống khác à? Giống khác. Giống khác là so sánh. Giống hoặc khác là so sánh. Không. Mèo với female hả? Nam nữ á. Trả lời. Nam nữ là giống khác. Chính xác. Ủa là sao? Đây. Là sao? Giống khác là khác giống thôi, khác giống nồi. Em đã nói được là nam nữ rồi nhưng mà em không phân tích được chữ khác giống khác là gì. Là khác giống là khác giống nồi với nhau. Ủa có một cái câu đơn giản nhưng mà đi đâu với em đó hả? Tôi nghĩ như vậy cũng trời ơi giống như chung một vàng. Khác giống là gì? Khác giống là không có giống lên mà khác cái gì vậy? Khác giống là không có giống nhau hay là không có cùng giống. Chính xác. Vậy giống giống là gì? Giống giống là hơi giống nhau. Chính xác. Bây giờ chúng ta kiếm một người khác thay Jinju được không? Đưa bé về luôn đi. Cái này là gọi là từ điển của tiếng Việt đó. Đúng rồi. Mà con bé người Hàn. Mặt trời có sáng vào ban đêm không? Mặt trời có sáng vào ban đêm ở nửa bán cầu còn lại. Quá thông minh. Bà ngoại bé Lan mỗi ngày ra chợ tìm người mua giùm trái cây. Hỏi loại trái cây đó của bà ngoại là gì? Đây là đố chữ, mèo chữ cho vui. Bà ngoại bé Lan. Bà ngoại bé Lan mỗi ngày ra chợ tìm người mua giùm. Mua lê. Chính xác. Bà ngoại bé Lan là bán lê. Bé Lan bán lê. Toàn bộ là đất liền nhưng tên gọi là biển sâu. Đó là lê nào? Dạ, là gì lê gì? Toàn bộ là đất liền nhưng tên gọi là biển sâu là nơi nào? Toàn bộ là đất liền nhưng mà tên là hải dương. Chính xác. Giỏi quá. Giỏi lên vàng ơi. Giỏi quá. Hay. Vẫn tiếp tục đối chữ nha. Dạ. Hả? Cái gì tưởng phỏng mà lại mát? Không hỏi đố ai đoán được nào? Tưởng phỏng mà lại mát. Không hỏi đố ai đoán được nào? Đang đối chữ nha. Phong. Chính xác. Là gió. Trời đất ơi, hay quá vàng ơi. Chị để em. Tàu di chuyển ngoài biển gọi là tàu biển. Tàu di chuyển ngoài không gian gọi là gì? Tàu vũ trụ. Chính xác. Theo kết cấu cơ bản thì tàu vũ trụ có bao nhiêu loại? Kết cấu cơ bản. Hai loại. Chính xác. Ủa? Biết hai loại gì không? Hai loại là một là tàu có người lái và tàu không người lái. Đúng. Quá thông minh. Bây giờ mình có một vài giây nên anh sẽ cố đọc thật nhanh và mọi người thật im lặng, em cố nghe thật rõ nha. Trong cái hang động tự nhiên, cái gì treo nhiều ở phía trên đầu? Dơi. Con dơi. Thạch nhũ. Chính xác. Giỏi quá. Hết giờ. Chính là được rồi, vàng rồi. Chính là được rồi. Bốn tật xấu của đàn ông thường gọi là gì? Bốn tật xấu hả? Tứ đổ tường cờ bạc. Đúng. Câu hỏi tiếp theo. Bốn nguyên tố tạo nên vạn vật theo quan niệm xưa là gì? Trời dễ. Bốn nguyên tố. Bốn nha, đừng có lộn năm, đọc qua kia. Vạn vật là ngũ hành là không phải nè. Bốn nguyên tố là bốn nguyên tố hả? Không biết kịp trả lời đại nha. Nước, lửa, đất, nước, lửa, gió. Chính xác.
Cái này dễ nè. Bốn phương gồm phương nào? Đông, Tây, Nam, Bắc. Chính xác. Cái này dễ luôn nè. Dễ quá. Bốn linh vật cổ xưa là gì? Bốn gì ạ? Linh vật Long, Lân, Quy, Phụng. Em đi xuống tiên em biết. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Bốn bộ phận cơ thể dân gian hay nói đến là gì? Bốn bộ phận cơ thể mà Dân gian hay nói hả? Đầu mình, tay chân. Chính xác. Trời ơi, hay quá vậy. Hay quá vậy. Rồi câu hỏi tiếp theo. Chiếc vòi của con voi có chức năng hút nước và để làm gì nữa? Lấy đồ ăn. Lấy đồ ăn lên mà bỏ vô miệng để ăn. Chính xác. Thực ra là nó còn mấy đáp án nữa. Còn nhiều quá hả? Đúng không? Cái vòi nó có nhiều chức năng mà. Nó phun nước tắm. Nó phun nước tắm nè, rồi nó thở. Thở, hít thở, cái mũi của nó. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Điền từ còn thiếu vào câu 1...4 lời. 1, 4 lời. Câu hỏi tiếp theo. Sữa thanh trùng và sữa tiệt trùng khác nhau cơ bản ở điểm gì? Chữ thanh với chữ tiệt. Chính xác. Chính xác. Cái đó là mình trả lời gọi là trong chương trình Nhanh Như Chớp cho vui. Dạ. Thực ra nó khác nhau ở nhiều cái vấn đề, ví dụ như là thanh trùng chỉ là xử lý sơ bằng một lớp laser thôi, còn thanh trùng, là 100% là nguyên chất. Đúng rồi. Và trong thời gian vài giây để thanh trùng thôi, và tiệt trùng là có xử lý kỹ cặn kẽ. Và hai cái khác nhau nữa là một cái uống nhanh hết nhanh, còn cái có thể để thời gian lâu hơn. Dạ đúng rồi. Rồi đây sẽ liên quan tới toán nha. Toán hả? Đúng rồi. Năm nay mẹ 28 tuổi và con 8 tuổi, vậy hỏi bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ gấp đôi tuổi của con? Bao nhiêu năm nữa mẹ gấp đôi tuổi con hả? 2 năm nữa. Ê, khoan. 2, 3, 7 năm nữa. Không, chính xác. 20 năm. 15 năm. 12 năm. 12 năm, 12 năm. Đáp án là 12 năm. Tức là hiện tại là mẹ 28 tuổi, con 8 tuổi. 12 năm nữa, 12 cộng 28 là thành 40. Và 12 cộng 28 là thành 20. Thì lúc đó là 40 là gấp đôi 20. Thôi nhanh quá, cô không tính được đâu. Tính tới 3 lần rồi, vậy là được rồi. Như vậy là Dương Thanh Vàng đã đúng đáp án liên tiếp 8 câu.